Quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn ảnh của kênh Bonsai TV. Hôm nay tôi quay cuốn video này một số tác phẩm và phôi dòng mini đang ở tại vườn nhà anh Thinh, chia sẻ với quý vị và các bạn. Đầu tiên đây là một cái tác phẩm tương lai, là một cái phôi rất là đẹp, phôi si bút đỏ. Đường kính thân của nó rơi vào khoảng 50 quý vị, 50. Về cái chất cây thì đây là cốt rất là nạc, cốt niền nạc. Bẻ đế thì khá là ok. Thân thì u lần, cơ bắp. Tay thì đã đóng được cút thứ nhất, cút thứ hai rồi quý vị. Đây, tất cả các tay đều lấy cút thứ hai rồi. Tôi quay xa tổng bóng một cây. Đây là một người bê nhẹ nha. Bên cạnh đó là một phôi xanh Nam Điền. Tân pháp rất là quằn quại như này. Đặc biệt của cây này là rất là già. Bây giờ nó đang nảy lá rất là non nên là quay nó cũng không được rõ lắm. Quay qua cái bóng cây để quý vị và các bạn tiện hình dung. Bộ đế móng rất là xòe, quặp lại như này. Đang được chăm tốt, non xanh muôn mởn. Bên cạnh đây là một cái phôi nùn nực. Cây này thì bộ đế là đẹp rồi, ok rồi. Có một cái tay hoành rất là quái như này, chạy từ thân chạy ra, gặp lại đúng khuỷu tay luôn, vòng ngược trở ra. Cây xanh này là của anh Tâm Phạm, vườn chắc vẫn gửi đây sau cái hôm trưng bày nhà vườn. Tiếp đến là một cái phôi xanh Nam Điền. Đặc biệt những cái phôi mini này thì đều rất là lực cây, già cây. Những cái phôi rất là tương lai. Vâng, đây cũng là một cái phôi xanh à. Đây là phôi xanh quê dạ. Phôi xanh quê nhưng mà rất là già quý vị ạ, già lắm. Phôi này già kinh điển luôn. Theo cái xu thế của anh em gần đây ấy, cái hướng chơi của anh em đang tiến lại những cái mục đích ban đầu, những cái cây được đánh giá là về tuổi của cây quý vị ạ. Trong dưới trái cây thì vừa rồi tôi tìm hiểu thì được biết là như vậy. Còn là cái tiêu chí đánh giá cụ thể như nào thì tôi cũng chưa lắm được hết. Nhưng khi thấy anh em mục cây, đầu tiên là chú trọng cái tuổi, sau đó mới đến các yếu tố khác. Một cây xanh rất là lu cục như này. Kính thân của nó, cái phần bệ này này, niền thân ấy, nó cũng phải rơi vào cỡ 45-50 được quý vị. Thân phát vô cùng, rất là nhiều lu nổi lên này. Tiếp đây là cây này, là cây rành rành. Rành rành, cây này thì khá là già này. Dạ, kinh điển luôn, ra tận đầu dăm luôn rồi quý vị. Giấy tím Huế. Cây xanh Nam Điền rất là già. Cây này anh Thanh mới mua và tôi cũng có cái video khi mà xử lý cây này. Bây giờ
trông khá là ok quý vị. Da nó vàng óng này, màu đồng hết này. Dạ, kinh khủng. Phần đế thì đã được chỗ anh Thuận nó xử lý gọn gàng đẹp đẽ như này. Đây một cái xi cổ. Đây là một cái phôi xi. Phôi xi này rất là tiềm năng. Bệ đế ok, thân chắc lịch lạc. Tay đòn đóng cút kít. Và cái phôi này thì đang báo hiệu cho thấy là những cái lu rất là nhiều. Đây quý vị, lu. Đây có phần lu này. Nu rất nhiều đang xuất hiện này. Cây đã được đóng cơ bản về cút rồi. Phôi xanh già. Và đây là một cái phôi rất là tương lai. Phôi này thì đường kính nó rơi vào cỡ khoảng 60. Thân pháp thì khỏi nói rồi. Cây này chắc là cũng khá là cao tiền đấy quý vị ạ. Cái tay huyền xuống này, đánh gập xuống rất là quái và cũng lực. Tay này cũng được cắt giật. Thường thường những cái tay huyền ấy cắt giật là cũng hơi ít. Đây cũng được cắt giật. Và thần đến lù, lù toàn bằng lắm đấm một quý vị. Qua này. Quá đẹp. Cây này thấy ghi tên của anh Triệu Bùi nhé. Có nào yêu mến cây này thì gọi cho anh Triệu Bùi nhé. Tôi đến là một cây si, si búp đỏ này. Cây si này cũng khá là đẹp. Cây này anh tay ok rồi, giờ chỉ còn chờ răm nữa thôi. Giả trắng à quý vị ạ. Phôi xanh đầm đìa. Cây suối mini. Và cũng chỉ nhỏ nhỏ này nhưng rất đáng yêu quý vị. Đặc biệt là nó già. Cái tuổi. Rất là già. Khu vực này là toàn là phôi thôi quý vị. Và đây là một cái phôi quý nữa này. Phôi này chắc cũng nặng đạn này. Phôi này cũng nặng đạn đây. Da sụn xị này. Da nhăn hết này. Lu cục. Cái đường thân. Đường thân này rất là lắc. Bộ bệ đế thì nó cũng hơi ít nhưng mà bây giờ thì cũng không cần phải nhiều lắm. Tôi sẽ quay sang cái mặt bên này. À chả, mặt bên này hoành tráng hơn này. Mặt bên này nó chạy, đường thân nó chạy quằn quại hơn. Đây là một cây xanh phôi. Khá là chất lượng. À, quý vị mà thấy yêu thích cây nào thì cứ alo cho anh Thinh nhé. Đây, khu vực này ở vườn nhà anh Thinh này cụ thể thì không biết là của ai nhưng mà những cái không tên này thì chắc là của anh Thinh rồi. Và tôi cũng xin phép dừng cái cuốn video này tại đây. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Hãy yên tâm ở nhà theo dõi video để phòng chống dịch. Tôi cũng đang di chuyển rất là ít chỉ trong khu vực Kinh Đô. Cho nên là quý vị và các bạn cứ yên tâm ở nhà thưởng thức nhé. Mong quý vị và các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video sau.